Hello, welcome to my channel. Hôm nay mình chơi 16 game. Mình chơi Tom Gold Run. Cái này vào để xây nhà đó. Có ai lấy kim cương này? Mình không hiểu là mình lấy kim cương đâu ra mà xây. Ô xây xây cái bể bể bơi này đi. Wow, cậu ta đã đập được cái bể bơi. Còn bây giờ là cái màn siêu phẩm. Quá nhanh. Vừa mới ra cái lại ra đây. Tại mình hút được khá là nhiều vàng đó. Chúng ta ăn khoảng 2-3 cân vàng nữa thì dừng lại nhá. Nhiều quá. Bình thường là những cái sự kiện nó diễn ra ở ngoài thành phố này này. Công nhận Ben có cái mũi to thật. Mũi to như mũi chó vậy. Chính vì cái mũi to như vậy thì cái khiếu giác của những cái loài chó này rất là thính. Đù. Tại sao lại chết liên tục như vậy? Sâu cay thật. Wow, xích chết nữa này. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Lượng vàng mình thu được khá nhiều quá. Một giây phút bất cẩn thôi mà đã suýt nữa thì mất. Ôi lần này mất mạng thật này. Mình sẽ vào cái game Marvel Puzzle Quest này. Toàn siêu anh hùng đây này. Có nút chơi ở đâu ấy nhở? Wow. Chúng ta vào chiến đấu luôn đi. Fire. Game này chơi cũng khá là dễ. Ui. Ui, chơi cái này thế nào ấy? Wow, chưa được à? Mình mất máu khá nhiều. Đu không bấm được này. À đây đây. Mãi mới biết trời. Khổ thế chị. Có độc à? Trò này anh khó chơi phết đấy nhỉ. Chơi phải nhìn thật nhanh cơ. Mình đang có Iron Man này. Kinh, bắn kinh chưa kìa. Cái gì? Điện. Yeah.
mất việc cơm nhỉ. Đẹp này. Bùm. Chúng ta mở khóa được thêm một nhân vật mới, đó là người nhện. Dù chơi này cũng hơi chuối. Lần đầu chơi cũng hơi khó khăn. Mình nghĩ trò này chơi là các bạn có tài về mà chứ. Bắn này Iron Man bắn này. Hiệu ứng cũng bãi cả hiệu ứng. Trong lúc bắn là mình vẫn phải ra trường liên tục ấy. Kiểu nó hết giờ. Cái gì đây? Ôi, cái tên này tên là gì nhở? Mình không nhớ tên là cái gì cả. Bị mình bắn kinh quá. Chưa đủ năng lượng đâu. Hiểu rồi, trò này đánh online. Trời ơi, từ đánh từ chơi với máy rồi. Nhưng mà đánh online thì những cái đầu toàn sạn đấu với nhau đấy. Wow, xem ai là người chiến thắng. Bạn đối diện bạn chưa giỏi thế nhờ. Doctor Door, Doctor Doom. Thất bại rồi. Thanh niên này có độc. Người nhện, oai người nhện bắn thơ. Được đấy. Cái này chưa có năng lượng đâu. Còn nữa không? Mất việc nhỉ. Tìm cho những cái viên ngọc này cùng màu mới ok được. Một nhân vật của mình thất bại rồi. Bắn nhau kinh thế. Cái này gạt càng nhanh càng tốt đúng không? Không phải à? Rồi đánh mãi chả thắng được. Đánh mãi chưa win. Rồi. Đây. Người sắt bắt đầu là bắn ra những cái tia năng lượng này. Mặc dù mình chỉ nhìn thấy cái hình ảnh thôi nhưng mà cũng được. Game này khá là lâu là chơi khá hay đấy. Thì hơi rắc rối một tí do mình mới chơi, mình không quen. Nhớ nhận này. Ôi, bắn tơ này. Mất 13 máu này. Đã được rồi. Lần đầu chơi mà chơi này là khá tốt rồi. Mong là mọi người cổ vũ thêm nhé. Còn vài phát bắn nữa thôi. Bắn tơ. Yeah. Victory. Chơi mãi mới thắng. Khổ thế chứ. Chúng ta sẽ sang game Subway Surfer. Nhân vật sẽ chạy cùng mình trong buổi ngày hôm nay đó là Lee.
Tên cậu ấy tên là Ly. Một người bạn bên Trung Quốc à? Hình như chúng ta qua hết ván chữ. À vẫn còn. Phải mua mua mua. Bên trò này bên game gì, bên bên game Android. Ui chủ ôi nhiều ván trượt cực luôn, mình phải nói chọn thao mà chọn, không hiểu sao bên mà nhiều thế, bên hệ điều hành iOS này nó không có nhiều như vậy. Đây là câu hỏi chưa câu trả lời, khả năng là thiên vị chăng, mình nghĩ là không phải thiên vị đâu. Chạy đầu tiên, đây là trò chạy cuối cùng, trò run cuối cùng của mình, bởi vì hôm nay mình chơi toàn game màn hình nó ngang phải phải không dọc như này. Ôi trời ơi, phí quá nhỉ, đang thiếu tiền mà lại làm hỏng mất thôi, làm hỏng mất cái ván chưa thôi. Đó là Doremi, bạn của Doremon, hình như bạn gái à, hay em gái gì đó, hình như là em gái của Doremon. Dù hôm qua mình livestream một clip mà được hơn 400.000 lượt xem, à 400 người xem cùng một lúc, phê vãi, chưa bao giờ một cái clip nào mình đạt cái lượt xem cao như vậy. Chắc là vươn tầm thế giới, vươn tầm ra châu lục đấy. Được nhiều người bạn bên nước ngoài để ý hơn đấy. Quá hết rồi. Chúng ta sang cho Angry Birds. Let's go. Mình sẽ vào trong một cái vượt qua lâu đài. Lâu đài này thì chơi khá là dài đấy. Ô đu, trời ơi, vừa vào phát mà đã ăn ngay hàng tấn đạn vào mồm rồi. Úi dồi, thiên thạch, trời ơi, chúng nó ném cả thiên thạch này. Chỉ mướp đỡ à, ôi ôi, chưa bẩn thế, mẹ chưa bẩn. Bao nhiêu lợn rồi, có mồm một mình. Sao mọi thứ nó tự nhiên nó chậm như sên như này không biết. Slow motion à? Phim Ấn Độ à? Sao chậm thế nhỉ? À mình ăn vào cái gì nó làm giảm tốc độ này rất là chậm. Không gian chỗ này dường như đang ngưng động lại. Mọi thứ dường như đang đóng băng. Đây khóa chỗ này là tốc độ sẽ trở lại bình thường này. Bình thường rồi đấy. Tại mình bước qua cái chiều một cái cổng không gian nên là nó bị rối loạn thế. Bắn đi. Cái chỗ này cưỡi lên xe cho nhanh. Có cái gì đấy, chúng ta đang bước trên một nguồn năng lượng sống. Bắn đi, bắn đi, bắn mạnh nào, còn thoát ra khỏi đây chứ. Hay quá trời luôn, thật không thể tin được mình lại vào cái nơi quỷ quái.
Kết thúc chưa nhỉ? Ủa chưa kết thúc chuyến hành trình này đâu. Để bắn đầy cái vạch năng lượng trên đó mới thoát được. Có cái vạch năng lượng này, đầy được cái vạch này nhá. Đầy vạch là ao được đấy. Con lợn này bắn sóng âm nên nó mạnh quá. Sắp đầy rồi, sắp ao rồi. Wow, chuyến hành trình này chưa thể kết thúc đây. Ồ đầy rồi, đầy rồi, đầy năng lượng rồi. Mình sẽ sang game Zuba. Và chúng ta sẽ chọn chú bò rừng này. Chọn bò cho nó khỏe. Chọn chú cáo thì nhanh thật đấy nhưng mà rất là yếu. Ồ. Ồ, ồ chứ. Đu, phải tranh nhau. Tranh nhau của bom. Không biết mình có làm nên trò trống gì trong cái màn này không đây. Hy vọng là mấy thanh niên kia đừng có đánh sớm. Đánh sớm có làm ăn được cái gì đâu. Ô đỉnh ôi. Đỉnh vãi. Và mình giết một phát ba thanh niên rồi. Thanh niên khỏe thế. Thả diều thôi. Chơi chiến thuật thả diều thôi đúng không? Không ổn một tí nào. Đây có một quả bom, bom khác à? Bom khác màu à? Hình như trên địa bàn này bây giờ đái tất thì phải. Không còn ai sống. Mình vào mình làm một phát chết mấy ô tên đủ đâu nữa. À ha, trời cái con cáo kìa. Đù, chuẩn bắn kinh chứ. Trời con cáo rồi này. Chịu 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 mấy con cáo à. Khỏe lắm. Chuồn 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 chuồn. Ô chuồn rồi anh em ạ. Trời con cáo ở đâu. Ui giời ơi. Đại rồi. Tiếp thế nhờ. Chúng ta sẽ sang game Scary Teacher nhé. Ô cái màn này chưa thắng à. Cái màn này chưa mình tưởng mình chơi thắng rồi. Prepare to be amazed by my beauty. Trời hôm nay hẹn nhau đi. Chúng ta đón một màn update mới mà. Hy vọng hôm nay mình sẽ thắng cái màn này. Thắng để làm gì thì mình biết nói. Ủa sao không gạt được này? Trời khó di chuyển thế. Sao phải cầm cái dụng cụ gì đó nó mới nhanh. Wow. I'm really beautiful. Ồ, cầm cái búa này mình cảm thấy gạt nó nhanh hơn này. Bà giáo chắc chắn nó sẽ đi dàn sau nhà nữa. Cảm ứng được mình nhé.
ra đâu rồi. À, phải sang cái phòng rửa mặt kia rồi. Mừng quá bạn, xuống tầng rồi bạn. Trời, không cảm ứng được, ghét thật. Máy xịn em không cảm ứng được mà cay. Lỗi à? Mình lấy rồi mà trong gương nó vẫn hiển thị là vẫn còn. Lỗi. Nhỏ đây. Lấy cái lọ này đi là hết rồi. Đây, chúng ta đi chạy trước mặt bàn áo nha. Đâu? À, bà lên tầng rồi. Trời ơi, chưa kịp ném. Mấy hàng chưa kịp ném luôn. Chúng ta sẽ sang trò Friday the 30. Ten. Hôm nay sang cái phần này đi. Cho nó sáng. Ô, hôm qua mình chơi đến phần này rồi nè. Cái tên sát nhân này nó trốn ra ngoài cái đảo băng này. Cái gì? Wow, đúng rồi, thanh niên đúng là độc ác thật đây. Ôi, cái màn này chơi thế nào nhỉ? Cứ đánh bừa đi xem là thế nào. Aha, mình phải đứng ở vị trí này. Xem là chúng ta phải di chuyển này đây. Tuyệt vời. Vị trí đứng của mình là chuẩn xác và những nước đi hoàn hảo. Mình đã phá đảo được khá là nhiều màn rồi, lại đến màn này nữa. Cái màn này không cần nhìn cũng biết là khó rồi. Quá khó rồi. À, động não. Chơi phải động não. Chuẩn man. Thanh niên này là mắc kẹt ở trong cái vị trí này này, nên là khó vãi. Hai màn khó nhất mình đã vượt qua. Hy vọng là màn thứ ba suôn sẻ. Ôi, khó chưa kìa. Đúng như dự đoán, cái màn này hy vọng nó suôn sẻ. Đủ bây mình di chuyển này ra đây để hỏng hết việc này. Đấy. Những nước đi rất là khôn khéo. Một thanh niên này. Hai. Ngoài tay săn tay săn nhân này đang cầm một khúc xương. Giết người bằng xương. Ghê vãi. Hy vọng là những thế hệ chúng ta lớn lên không có ai trở thành một cái tên sát nhân như này. Trời, cái màn này khó thế, không biết chơi kiểu gì nữa. Di chuyển, đây. Chuẩn men, mình đứng cái vị trí này là chuẩn men rồi.
Wow. Tên sát nhân này vừa bóp nát quả cam rồi. Như bong bóng vậy. Cái màn này chơi nào đây? Quá wow, không ổn rồi. Đúng là không ổn rồi. Mình di chuyển này đi thằng quật. Rơi đi đằng nào cũng đai, hết cay. À, di chuyển cái nước này là ổn hơn đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Thế này chúng ta sẽ đứng được dãy thẳng này. Hiện tại mình đang có cái màn này khó, nhìn thấy đã khó. Thế này có đúng không nhỉ? Ô, chuẩn luôn. À, đứng đây là ngon, di chuyển đây là ngon đấy. Yeah. Trời ơi, mình trong mình chơi trò này giỏi vãi. Ôi, nó đập xịt mít. Trò chơi nước mà cuối cùng nhá, chơi đằng game này hay cũng hay. Quá nâu mất rồi. Ôi dễ vãi. Có thể nói đây là cái màn dễ nhất mình từng chơi rồi. Hey, chúng ta sẽ sang game Honkai. Ten 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 ten. Chúng ta sẽ đến với mấy cô gái vô cùng xinh đẹp trong game này. Wow. Mình có đúng là đôi chân, pha lê. Dường như là mình. Ủa đây được khuyến mại một đoạn phim hoạt hình này. Đi không? Giờ mình bảo nhân vật trong game này đẹp lắm. Xinh xắn vô cùng. Cái gì lại đánh nhau tiếp này? What? Con bò cái bọn này to hơn mấy lần con vừa nãy luôn. Hốt gì? Hốt gì vậy? Hốt gì mày? Con lượn này. Trời to quá nhờ. Ồ, nó hóa Omega rồi. Omega rồi. Ồ, nó hóa cái dạng này nó còn trâu hơn luôn cái dạng đấy. Ôi, 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 chết rồi, mình bị thiêu cháy à. Ta đã bị thiêu cháy. Còn cô nữa mà, mình có hai cô mà. Ui, kinh khủng. Chém vào nước, chém vào nước. Phê không? Ồ, chém nữa này. Chém vào nữa. What? Win rồi. Nói chung là dễ như ăn kẹo thôi. Chúng ta sang game Stick World. Game này chả có kim gì. Quánh nhau rồi sao? Đồ phiên bản của mình được nâng cấp rồi. Siêu to khổng lồ luôn.
cái con này tuổi gì. Ồ, mình được nâng búa sắt này. Cái bọn này với búa Sida, búa thần tiên sử làm sao ăn được. Phu thị. Nói chung là mình gọi cái gì bên này nó cũng gọi được cái con y hệt đúng không? Ngang tài ngang sức. Tiến lên nào các siêu chiến binh. Wow, búa của mình cứng không? Này, búa của mình búa sắt này, búa đá. Làm sao mà đập được? Rất là trâu. Chả có cái gì mà gọi luôn. Nghèo quá. Này thì phù thủy này. Sư chiến binh của mình thất bại rồi. Trời, nâng cấp thế này mà nâng cấp múa sắt mà không thắng được thôi, nói chuyện làm cái gì nữa. Nhưng mà chỉ đánh chế độ khó nhất thì bọn mình đánh siêu á. Và có mưa tên rồi. Có vẻ không thể nào mà tiến được cái tượng đá nó sao nhỉ? Rồi còn chơi siêu quay. Quá thất bại sao? Đấy rồi, mẹ 100 anh em rồi. Mình đã nâng cấp lên búa sắt thế này là vua rồi, nó nhục lắm. Chết này, cái bọn lắp tắt này. Thật nhiều bọn bắt chắc thành ra quánh kinh ấy. Đập chết bên tên đào vàng ấy. Đù, ngang tài ngang sức. Mình sẽ sang game Red Bull 4. Chúng ta sẽ vào trong hành động nhé. 72. Chết rồi. Hắc chỉ hơi. Một trong những dấu hiệu. Mình cần được cách ly ngay lập tức. Chúng ta cần phải cách ly khỏi cái máy tính này, từ cái iPad này nữa không thì sẽ lây virus. Lây virus sang con máy tính này mất. Vô cùng nguy hiểm. Trời đỉnh vai. Ui. Ừ.
mà này nó không có cái cờ đánh dấu mục tiêu, tức là mình đi đến đâu đánh dấu rồi sau chết là xuất hiện ngay tại đấy. Nhưng mà cái này mà này không có. Màn 74 này. Một pha gọi là tự nhiên. Chúng ta thay sang cho ice cream. Đầu em nào cũng thế rồi. Mình thấy nhiều bạn tời bỏ nhưng mình thấy rồi. Là phải để cái phần đó là cái phần hay nhất mà. Mình đã cầm được trên tay cái sợi dây. Và bây giờ chính là cao su thần trưởng. Cao su thần trưởng này xuống để tại con máy này mình không thì sao nó di chuyển rất là chậm. Nên là mình không thể nào mà tăng tốc lên được. Mình những con máy khác mình thấy lượn nhanh lắm. Ông ta lừa cho ông ta không nhìn thấy đâu gì, không lên được đâu. Xuất sắc quá. Chúng ta bắt đầu di chuyển ra đây đấy. Đây là quán cà phê. Chỉ vào đây là một ly cà phê. Quên mang súng cao su rồi. Quái nhỉ, sao mình không tìm được cái chìa khóa ở trong cái bàn này nhỉ? Cái chìa khóa mà để mở cái ống cống. Nó nằm đây chăng? Hầu hết mình chơi toàn những đoạn này là bị bắt. Và cơ bản là thời lượng của game nó cũng không có nhiều. Mình đành phải rời đi thôi. Đấy, ông ta nhìn thấy mình rồi. Chú chú. Bãi hàng. Thế này không nhìn thấy nó gì. Ngu như bò. Chúng ta sẽ sang trò Final đây. Ô, hóa ra mình chưa unlock cái game này sao? Chúng ta đang ở đêm thứ nhất à? Bắt đầu rồi đấy. Này là đang ở đêm thứ hai. Đêm thứ hai. Đồ, đây có một con có một con rối nữa này. Nhìn nó lại đi rồi, đi sớm đấy nhở. Mới có 12 giờ đêm. Ta phải xăm nó xem nó chuồn đâu rồi.
Cho anh biết bỏ luôn. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character is unique in that he comes to the cameras remain off for long periods of time. I guess he doesn't like being watched. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon. Mất điện. Chết rồi, thôi chết. Chỗ em mất điện rồi. Chắc chắn là con gấu nó ra đây. Cái này mình có quyền được đóng cái này đúng không? Vừa đóng được ấy. Đóng hết lại. Xem con nào vào được. Đùng, 1 giờ sáng. Vẫn còn 2 con đây. Cam này chỗ này nó chưa mở ra bình thường, nó náu đây này. Nó di chuyển ở đây. Ồ, có nghe tiếng gì không? Tiếng bước chân. À, tiếng bước chân kìa. Cái cửa này tự gãy đóng rồi, bây nó mở này. Đang dò cho cái con đi đâu mà đích thấy đâu. Có tiếng bước chân. Ô. Mất con nữa rồi. Còn mất một con này, một con gấu ấy. Mình đóng cửa này rồi mà. Đóng hết lại rồi mà. Bọn này làm sao, tuổi gì? Tuổi gì dám vào? Tuổi gì dám vào đây. Vẫn còn con này, yên tâm là con này vẫn còn. Ủa, cái tiếng gì đấy? Ủa, dường như tiếng đó là tiếng của những con gấu nó di chuyển đấy. Chúng nó đang chuẩn bị vũ khí chăng? Nghe cạch 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 cạch. Sao không soi được con nào nhờ? Ui, bão. Ôi giật cả mình luôn. Chúng ta game over rồi. Quá. Ôi tự nhiên nằm phòng ngủ kinh quá. Chúng ta sang Spider-Man. Sau quả chấn động vừa rồi vút vãi. Để cùng nhau để theo chân người nhện nào. Yeah! Ha ha! Woo! Ding! Brian doesn't take a break, so neither should I. There is that cop. The cops are on their way. It's on its way. Take it easy. I'm just worried. Do not like this. Let's go. Ôi, tưởng mấy ông này cảnh sát, nhưng nó là tội phạm à? Ui, chiều lốc xoáy được đấy. Còn ai không? Hết rồi. Còn chỗ nào nữa nhỉ? À đây. Nó hướng này cơ. Hướng này vậy hơi sáng. Kia.
Đây đây các bạn ơi, chúng ta làm sao cho nó bay được vào, bay được vào cái đoạn này. Cũng bỏng hết người nhận rồi. Spider-Man, something is wrong. My whole body aches. What's behind this gang war? Đưa cô nàng này về bệnh viện à? Người nhện đu dây giỏi thật đấy. Kia kìa. Đúng là đẳng cấp người nhện. Ở đây đây đây, này bệnh viện này. Chừng. Thả cô ấy xuống đây được rồi. Thank you so much. Haha, thành như sống mát rồi. Còn một nhiệm vụ nữa này. Chúng ta di chuyển ra đằng này nhé. Chơi trò này như kiểu chơi trò GTA ấy nhỉ. Help! Somebody help! Somebody! Ô. Get me out! Cái gì nữa? À, phải nâng cấp cái chiêu này. Nâng cấp mấy chiêu này mới chơi được. This car is gonna explode! Quá đơn giản. Trời lại cong này á. Said how you get around all the time? Oh, I'm gonna be sick. It could be hard on the stomach, sure, but người nhiên là siêu anh hùng hoàn toàn phải đi làm taxi Grab này. Siêu anh hùng mà làm những cái nhiệm vụ này đơn giản quá nhờ. Mình cũng muốn làm siêu anh hùng. Tất nhiên là chúng ta không thể để cái con nhện nó đốt rồi. Nhện đốt làm sao mà thành người nhện được. Any word on who the psycho Santa is delivering all these new toys? So far we haven't been able to find anything. Đến chưa? There is one guy. Bệnh viện tít thì kìa. Well known in some pretty rough circles. He might know who would have access to this sort of weaponry, but he won't talk to us. Maybe a visit from a masked vigilante could soften him up. Nhanh, anh sắp chết nơi rồi. Thôi rồi. Đù. Hết máu. Mình sẽ vào game Minecraft. Trong game vẫn là trời sáng mừng quá. Hôm trước mình xem trên TV thấy có mấy ông đào hang xuống đấy cơ mà. Tí mình xuống mình đào hang có con quái vật dưới đất lòng đất nữa. Ở phía trên kia mình nhìn thấy một con quái vật đúng không? Con mực kìa. Ô, mực. Là con bạch tuộc. Bạch tuộc cái mực nó đều phun ra cái chiêu mực. Không lên được cái này rồi. Đây có cái gì không? Chắc là có quái vật dưới lòng đất ấy. Tự tay xây lại thu hồi gỗ. Wow cưỡi ngựa nào.
con lợn. Hai con ngựa này hổ báo không? Thịt ngựa, à chúng ta đã có thịt ngựa. Đây một món ăn rất là dai. Nhắm thành à? Ui, nhìn thế này là có gói đấy. Chỗ này mình đào nhắm thành rồi có quái vật dưới này đấy. Mình chỉ đào hai nhắm thành ở đây. Đây là có núi lửa đấy. Ui. Chỗ này toàn đá thôi. Chỗ này nó là như kiểu một lòng bể chứa rồi không thoát cái nham thạch ra được. Dung nham đấy. Chấm đào nó ra ngoài đâu. Ô, chỗ này nó là cái bị chứa rồi. Mình không thể ra ngoài. Ôi. Cháy. Mình đi sang trò sót đi được. Không biết có làm nên cái trò trống gì không đây. Bàn 9. Dễ dàng ấy. Nào. Jump. Dễ vai. Mà này dễ nhất mình đánh được. Dễ nhất trong series game này. Còn mấy màn khác khó lắm. Màn 10 đi. Oh my god. Hôm nay mình lên được đây rồi sao? Chơi nhoải vãi. Hy vọng là qua cái màn khốn nạn này. Yeah. Ôi đỉnh cao ơi. Không thể tin được. Hy vọng cái màn chỗ này nó cái gì này? Ui. Ghê vãi. Tự vỗ tay cổ vũ bản thân về cái màn này nó quá khó. Thật không thể tin được. Màn 11 nè. Đồ thôi. Mình sẽ vào game cuối cùng. Hello neighbor. Ôi, vào chôn cái ông này thôi. Đủ đâu đấy. Yeah.
Ôi 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 ôi. Ném cho quát vào đầu luôn. Quá nguy hiểm. Không làm gì được mình. Tức quá bỏ đi. Ôi. Ngon. Tuổi gì? Tuổi gì mà cả mà bắt. Ôi. Ôi tôi chết rồi. Trốn đâu bây giờ? Ôi đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau. Wow, hết game rồi, goodbye.